Vâng, xin chào toàn thể tất cả anh em đã quay lại với FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh em chúng ta sẽ cùng đi so sánh. So sánh hôm nay chúng ta sẽ không làm so sánh những cái sản phẩm vợt cao cấp nữa, mà hôm nay chúng ta sẽ so sánh những cái sản phẩm mà ở dòng trung cấp. Những cái sản phẩm này thì được rất nhiều những người chơi lựa chọn cũng như đưa ra câu hỏi cũng như là mong muốn FB Shop sẽ làm một cái video để so sánh. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi so sánh dòng Calibre 300. Hiện tại trên tay tôi đây có 3 phiên bản, đó là Calibre 300 này, 300B này và 300C. Thì trước đây chúng ta đã có làm video clip review chi tiết sản phẩm 300C rồi, nhưng chưa so sánh với hai người anh em Calibre 300 và Calibre 300B. Đây là phân khúc vợt trung cấp mà tôi cảm giác cũng như là thấy là có rất nhiều khách hàng lựa chọn. Bên tôi những sản phẩm này thì luôn luôn trong tình trạng gọi là nhanh đi hàng, nhanh hết hàng, bởi vì nó vừa tiền, nó dễ chơi, nó dễ tiếp cận và nó phân hóa đều cho những lực tay cũng như đối tượng chơi. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ đi so sánh xem ba sản phẩm vợt này nó có khác gì nhau không anh em nhé. Vâng, vào với phần đầu tiên. Phần đầu tiên thì chúng ta luôn quan tâm tới hình thức, thì chúng ta có thể nhìn tổng quan bên ngoài Calibre 300 với ba phiên bản đều sở hữu cho mình nước sơn lì. Như anh em thể nhìn thấy nước sơn lì nhé, đều sở hữu nước sơn lì. Tiếp theo về cấu trúc của chiều dài cán, chiều dài thân và cấu trúc mặt vợt là tương tự nhau. Khác ở nhau một điểm, đó là Calibre 300 sở hữu cho mình nước sơn trên mặt vợt là màu vàng, 300B sở hữu cho mình nước sơn trên mặt vợt là màu đỏ, và Calibre 300C sở hữu nước sơn trên mặt vợt là màu xanh chuối. Thì ba phiên bản này thì chỉ khác nhau đa phần là về nước sơn thôi anh em ạ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ xem là về cái công nghệ bên trong, xem nó có điểm gì khác nhau không. Hiện tại công nghệ hiện hữu ở trên cây vợt thì chúng ta đều có thể thấy là Lightning luôn sở hữu cho mình công nghệ TB Nano trên những cái sản phẩm vợt Calibre 300 thì cũng đều có. Tiếp theo, ba cây vợt này đều sở hữu cho mình công nghệ UHB Sharp này, công nghệ mặt vợt là cây công nghệ Arotec Beam Steam này, Dynamic Optimus Frame, thì đây đều là các công nghệ của Lightning. Mà những công nghệ này thì đã quá nhiều lần xuất hiện ở trong các dòng vợt của Lightning rồi. Anh em mà muốn tham khảo thêm về những cái công nghệ thì có thể lên fbshop.vn nhé. Còn hôm nay tôi sẽ phân tích xem là nó có cái gì và không có cái gì. Tiếp theo nữa xem là nó còn cái gì nữa không. Tôi nghĩ là về công nghệ thì ba cái vợt này đều sở hữu cái tính chất công nghệ cũng như cái cấu thành về cốt lõi như nhau, chỉ có khác nhau ở một số cái điểm nhỏ nhẹ thôi. Thì bây giờ chúng ta phải đi vào để đo cũng như để nhận định xem là nó khác nhau ở cái phần nào qua cái phần thứ hai này. Vâng, chúng ta sẽ vào với phần 2, phần là so sánh xem là nó khác nhau thực sự ở cái điểm gì. Thì như anh em cũng biết là Lightning là một cái hãng vợt luôn cho chúng ta cái thông số ở trên cán. Những cái cây vợt này đều dán thông số trên cán. Chỉ có một số các sản phẩm mới thì chỉ ghi là vợt mấy U căng bao nhiêu cân thôi. Nhưng mà các sản phẩm như Calibre vẫn được sở trang bị đầy đủ thông số ở trên này. Anh em rất dễ có thể quan sát cũng như đọc cũng như tìm hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới đầu tiên với cả cây Calibre 300. Hiện tại đây là một cây vợt có độ dẻo gọi là dẻo mức tối đa luôn, gọi là siêu dẻo đấy. Trọng lượng là 83 cộng trừ 3 gram và điểm cân bằng là 296 cộng trừ 4 mm. Lực căng tối đa là 30 lbs. Đó thì là những cái phổ thông nhất của sản phẩm vợt mà nhà sản xuất đưa cho chúng ta. Tiếp theo là cây Calibre 300B đi. 300B là một cây vợt có độ dẻo vừa, 83 cộng trừ 3 gram, điểm cân bằng 300 cộng trừ 4 mm, và lực căng tối đa vẫn là 30 lbs. Cuối cùng chúng ta sẽ tới với cả cây 300C. 300C thì độ dẻo cũng ở mức giữa, mức vừa phải, không quá cứng mà không quá dẻo. Trọng lượng 85 cộng trừ 3 gram. Thì anh em có thể nhận định luôn, đây là cây có trọng lượng nặng nhất trong 3 phiên bản 300 này, 300B và 300C. Thì 300C nặng nhất. Điểm cân bằng cũng là lớn nhất luôn, 302 cộng trừ 4 mm, nhưng lực căng tối đa 30 lbs. Thì qua những cái mà nhà sản xuất đưa cho chúng ta về 3 phiên bản vợt, thì chúng ta có thể nhận định được luôn, đó là cây vợt 300B thì sẽ là một cái cây vợt thiên về cái lối đánh boost mà đấy, B O O S T là thiên về đánh toàn diện
cấu thủ toàn diện, bởi vì là có cái thân ổn định này, cái đầu 300 thì cũng không quá nặng và cái trọng lượng là 83. Còn cây vợt Calibra 300 thì sẽ là một cây vợt nhẹ, dẻo nhất. Đấy, dẻo nhất. Trọng lượng của nó bằng 300B nhưng mà dẻo nhất. Cái điểm cân bằng của nó vừa hơn 296, nhưng 296 mà kết hợp với một cái thân dẻo như thế này thì nó lại hoàn toàn trợ lực. Những anh em nào mà cảm thấy thích một cái vợt trợ lực thì tuyệt vời đó. Hoặc là chị em. Còn cuối cùng 300C, cái tên nói lên tất cả là Calibra 300C Combat. Đấy, 300C Combat. Thì Combat thì như anh em biết là anh em toàn giao tranh, mở bát, combat các kiểu trong game thì nó là chiến đấu rồi. Thì nó sẽ là thuộc về cái lối đánh tấn công, với trọng lượng sẽ đầm hơn một xíu, 85 cộng trừ 3 gram và điểm cân bằng 302 cộng trừ 4mm. Thì có một cái rất hay, đó là tại sao cái vợt này lại làm tăng trọng lượng một xíu. Bởi vì là như anh em biết là những cái vợt thiên công thì thường thường chúng ta sẽ cần nó đầm tay một xíu, chúng ta vào lực nó mới dễ. Chứ còn ví dụ mà nó nhẹ quá, chúng ta vào lực bằng vai nó hay bị hẫng. Đấy, nên là đây là một cái thiết kế nhỏ nhỏ, tinh tế cho các anh em. Bởi vì là đa phần những cái phân khúc trung cấp này sẽ dành cho những người chơi bán chuyên. Đấy, và phong trào. Nên là sẽ sử dụng những cái cây vợt nó phân cấp rõ ràng và cảm giác chơi nó sẽ, nghĩa là cái thời gian làm quen nó ngắn. À, có một cái điểm đặc biệt nữa trên các sản phẩm vợt. À, mà cái này thì cũng chả phải là điểm đặc biệt quá đâu. Bởi vì trên tất cả các dòng vợt 3D thì đều cho chúng ta cái khung vành vát này để giảm thiểu cái lực cản của gió khi chúng ta chơi. Đấy, đấy là một cái điểm mà tôi cảm thấy rất hay. Vành 3D anh em ạ. Đó. Đấy, tất cả những cây vợt như là 3D Calibra hay là 3D Break Free đều như thế. Vành nó vát vát giúp chúng ta đỡ cái lực cản của gió. Còn vừa nãy thì là cái thông số của nhà sản xuất đưa ra thôi. Còn bây giờ chúng ta phải đo thực sự nó với máy xem nó có chuẩn hay không anh em nhé. Đầu tiên chúng ta đang ở trên máy với em Calibra 300. Calibra 300 thì là một cây vợt dẻo nhất rồi. Thì chúng ta sẽ đi đo xem cái điểm swing của nó có điểm cân bằng của nó chính xác không nhé. Hiện tại điểm swing nhà sản xuất đưa cho chúng ta là 296 cộng trừ 4mm. Cộng trừ 4 anh em nhé. Đây rồi. Hiện tại điểm cân bằng của cây Calibra 300 tôi đang nhìn thấy ở đây là 291 cho tới 292mm. Thì nó cũng khá là ok, khá là chuẩn so với cả thông số là 296 cộng trừ 4. Đấy, thì cái cây vợt này nó sẽ có cái thân dẻo và cái trọng lượng như thế thì sẽ giúp anh em dễ chơi hơn. Trọng lượng 85.2. Nhà sản xuất cho chúng ta là 83 cộng trừ 3 thì nó vẫn ở trong cái khoảng chấp nhận được. 85 cộng trừ 2. À, 85.2 gram. Cuối cùng là đến cái điểm swing mà cây vợt này đang sở hữu. Calibra sở hữu điểm swing 85. 85 thì cũng không hề tệ đâu anh em. Không hề tệ đâu. Cho chúng ta cái điểm phát lực khá tốt đấy. À, vâng, thì chúng ta sẽ tới với cây thứ hai, Calibra 300B. Điểm cân bằng nhà sản xuất đang cho chúng ta là 300 cộng trừ 4mm. 300 cộng trừ 4. Cây này tôi thấy nó hơi lệch nhiều này. Như cái vườn này tôi đang xem ở đây là 292 cho tới 293mm. 300 cộng trừ 4 thì nó phải là khoảng 296. Cây này thì là khoảng 293mm. Tất nhiên là nó sẽ có xê lệch ở từng cây một xíu xíu thôi, nhưng mà nó không nhiều. Trọng lượng 85.6 thì đây cũng là trọng lượng ok thôi, cũng khá là ổn. À quên, đấy, thiếu cái điểm swing nhá. Cuối cùng đến điểm swing. Những cây vợt dẻo như cây 300 cho chúng ta cái điểm swing 85. Thế thì không biết 300B cho chúng ta điểm swing là bao nhiêu. Cũng là 85. Thì những cái sản phẩm vợt có điểm swing như thế này thì đa phần nó sẽ là một cái vợt công thủ toàn diện nhiều hơn. Anh em nào mà thích trợ lực thì chúng ta có thể đánh 300. Còn ít trợ lực hơn thì 300B. Còn cuối cùng đến với anh màu xanh chuối. Đây cũng là cái cây vợt mà tôi cảm thấy nổi bật. Đấy, nổi bật nhất bởi vì màu của nó rất là chói lòa. 302 cộng trừ 4mm của nhà sản xuất chúng ta có bao nhiêu? Vâng, cây này thì tôi nghĩ là khá chuẩn đấy. Hiện tại tôi đang nhìn thấy ở đây là 297 cho tới 298mm của anh Calibra 300C. Trọng lượng của 300C 86.4 gram. Điểm swing
Đây cũng là một cái vợt mà khi mà tôi đo điểm swing là thấy nó cái thân nó chắc chắn nhất so với ba sản phẩm vợt. 88.5, không còn bàn cãi gì nữa thì rõ ràng nó chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Vâng, thì vừa rồi anh em chúng ta đã đi qua hai phần, đó là phần đầu tiên là phần hình thức của các sản phẩm vợt cũng như công nghệ bên trong của các sản phẩm vợt Calibre 300. Phần thứ hai là phần chúng ta đi đánh giá về thông số của nhà sản xuất đưa ra và cũng như chúng ta đo với máy. Thì phần thứ ba sẽ luôn luôn là cái phần cảm nhận của mình về các sản phẩm vợt. Thì như anh em cũng biết, Calibre 300 thì là một sản phẩm vợt tôi cảm thấy rất 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 chiều tất cả mọi người. Đây là một cái sản phẩm trung cấp tới từ nhà Lining, giá thành cực tốt, chỉ dưới 1,5 triệu. Nếu mà chia phân khúc ra thì đây cũng là một trong những cái cây mà đứng đầu trong phân khúc dưới 1,5 triệu đó. Nó có thể cạnh tranh được với toàn hãng, toàn tất cả các hãng ở trong thị trường cầu lông của Việt Nam. Dễ chơi, có nhiều phiên bản đấy, có nhiều sự lựa chọn cho tay, ai mà thích thế nào thì có thế đấy. Thì bây giờ sẽ nhận xét cảm nhận của tôi về ba sản phẩm vợt. Những cái cây vợt này thì tôi sẽ không ra sân, nhưng những cây vợt này thì tôi đã đều chơi rồi. Và cái cây mà tôi cảm thấy hứng thú nhất đó là Calibre 300C, bởi vì cây này nó vừa tay với tôi trọng lượng tầm 86 là đẹp, 86 là đẹp, mà nó là thiên công. Thì trước đây tay tôi tốt thì tôi vẫn đang chơi cây này rất nhiều lần rồi. 300 và 300B thì nó phản tạt. Cái 300 là chưa chơi lần nào, nhưng mà 300B thì tôi đánh phản tạt rất nhiều lần rồi. Khá hay. Thì chúng ta có phân hóa rõ ràng. Nếu những người mới chơi, những người muốn một cây vợt trợ lực nhiều, đó trợ lực nhiều nhá, hay là những bạn nữ thích kiểu 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 phông cuối sân tốt, thì chúng ta có một cây Calibre 300. Cây này những người mới chơi hay là những người đánh ngoài trời hay là những người nữ đó muốn trợ lực thì chúng ta sẽ sử dụng cây này. Cây này trợ lực tốt đấy, nhưng đổi lại một cái, những ai mà thích công tấn công dồn dập mạnh mẽ một tí thì nó sẽ hơi rung, bởi vì sở hữu cái thân siêu dẻo, thân quá dẻo đấy, nên là chúng ta mà tay ai phát lực tốt thì nó sẽ hơi bị rung một tí, một xíu. Tiếp tới là những anh em nào muốn thiên công nhưng mà lại ít rung, tay nam chơi tốt thì chúng ta phải sử dụng 300C. 300C thì cho tôi cái cảm giác công khá là ok. Thân vợt tất nhiên là đối với cái lực tay của tôi đợt trước thì nó hơi hơi rung một xíu, nhưng bây giờ tôi nghĩ là nó chả rung đâu. Đấy, phụ thuộc vào lực tay. Và những bạn nam mà chơi muốn phong trào hoặc là những bán chuyên một xíu thì 300C này tôi cũng nghĩ là một sản phẩm khá là ổn, bởi vì giá thành của nó tốt, mà cái sản phẩm vợt cho chúng ta một cái sản phẩm cũng khá là ok. Chơi ngon. Tất nhiên là nó đầm đầu nha anh em nhé. Anh em nào thiên công thì tuyệt vời. Còn cuối cùng, cái sản phẩm mà bây giờ tôi ưa nhất đó là Calibre 300B. Đây là một cây hoàn toàn phù hợp với lối đánh của tôi, là lối đánh toàn diện nhiều hơn. Đa phần là tôi thích điều hướng này, công gọi là vừa vừa, không không quá gắt, công điểm này, đẩy, đấy, chặn, đánh lưới. Thì 300B nó cho một cái cây vợt công thủ toàn diện mà tôi cảm thấy thông số của nó rất là đẹp. Tất nhiên là đối với những anh em tay khỏe, những anh em chuyên nghiệp hẳn thì những cái dòng trung cấp này khó chiều lòng để anh em, khó làm anh em thỏa mãn. Nhưng đối với những người chơi phong trào cũng như những người mới chơi hay là chỉ đơn cử như tay của tôi thôi, thì những cái dòng vợt này cũng có thể làm cho anh em thỏa mãn được. Và cái ưu điểm của cái dòng vợt này đó là cực kỳ dễ tiếp cận, không quá cứng và cũng không cao giá. Thì không biết là anh em nào đã chơi Calibre 300 chưa nhỉ? Hay là 300B hay chơi 300C? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì cũng là phần cuối của clip so sánh ba sản phẩm Calibre tới từ nhà Lining, ba sản phẩm giá trung cấp cực hay. Anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của FB Shop và nhớ nút chuông để đón chờ những clip tiếp theo sớm và nhanh nhất. Còn bây giờ thì Calibre 300 xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng anh em sẽ yêu thích clip này của tôi. Bye bye.